đã đáng chú ý giữa tháng 6. LG 43 inch 43 LK 5700 PTA Giá 8,4 triệu đồng Đã giảm 1,5 triệu đồng Đây là mẫu Smart TV có mức giá khá tốt sau khi được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng. Mẫu Smart TV này sử dụng nền tảng WebOS có khả năng ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt cũng như hỗ trợ nhiều ứng dụng nghe nhìn khác như Netflix, Phim Cộng, FPT Play, YouTube, trình duyệt web. LG trang bị cho mẫu TV 43 inch này công nghệ Resolution Upscaler có khả năng nâng độ phân giải từ SD, HD lên gần bằng Full HD, giúp hình ảnh nét hơn. Ngoài ra, TV còn có công nghệ SDI Effect giúp giả lập hình ảnh không có HDR lên thành chuẩn HDR có màu sắc tốt hơn và chi tiết hơn. Zap Inverter 165 lít SG X176E SL Giá 5 triệu đồng Đã giảm 1,1 triệu đồng đây là mẫu tủ lạnh sử dụng công nghệ gì? Tech Inverter với khả năng làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện năng. Hãng này còn tích hợp chức năng làm đá cực nhanh giúp người dùng có ngay những viên đá để sử dụng trong mùa hè nóng bức. Giáp trang bị cho tủ lạnh bộ lọc khử mùi hiệu quả, diệt vi khuẩn gây hại nhờ các phân tử nano bạc. Ngoài ra nó có thêm hệ thống đèn LED chiếu sáng giúp quan sát thực phẩm dễ dàng và góp phần tiết kiệm điện năng so với nhiều loại đèn dây tóc khác. Electrolux Inverter 8kg EVKF8025CQVK A. Giá: 8,9 triệu đồng. Đã giảm 1 triệu đồng. Đây là mẫu máy giặt cửa trước với khối lượng 8kg, đủ để làm sạch quần áo bẩn cho gia đình từ 3 đến 5 người. Mẫu máy giặt này sử dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện và nước, hiệu quả trong việc làm sạch quần áo. Điểm nhấn của Electrolux Inverter 8kg EVKF8025CQVKA là lồng giặt hai được thiết kế hình tổ ong, giảm hư hỏng hiệu quả cho quần áo, tránh sờn vải và tưa chỉ. Ngoài ra, nó còn có khả năng giặt hơi nước và bùa ke để tiêu diệt vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng có trên quần áo. Samsung Inverter 15 HPAZ 13MVFHG NUKNSV Giá 8,5 triệu đồng Đã giảm 950.000 đồng đây là mẫu máy lạnh INVEZTEZ15HP có mức giá khá tốt hiện nay sau khi đã giảm gần 1 triệu đồng. Mẫu máy lạnh tiết kiệm điện này phù hợp với không gian sử dụng từ 15 đến 20 mét vuông. Điểm nhấn của mẫu máy lạnh này đó là công nghệ Digital Inverter với máy nén 8 cực giúp duy trì nhiệt độ ổn định mà không phải bật tắt liên tục như máy lạnh thường. Công nghệ này còn giúp máy làm lạnh nhanh hơn, ít ồn và hoạt động ổn định. Ngoài ra, máy lạnh này tích hợp nhiều chế độ như Single user là chế độ sẽ phù hợp khi chỉ có một mình trong phòng hay chế độ ngủ ngon, good sleep, điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, giúp tiết kiệm điện. Gia hưng